Chiều ngày 16 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông. Trong buổi chiều, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hội đàm với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông cùng các đồng chí lãnh đạo của tỉnh. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, mà gần đây là hỗ trợ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gửi lời cảm ơn trước sự hỗ trợ chí tình của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đối với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, quá trình xây dựng, vun đắp mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông tiếp tục quán triệt, thực hiện sứ mệnh mà hai đảng, hai nhà nước giao. Điều đó đã góp phần đưa quan hệ Việt Nam, Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân của hai nước. Đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh, năng động của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, điều đó góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh kỳ vọng, kết quả đó sẽ là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Theo đồng chí, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Đông vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực vốn là thế mạnh của từng địa phương. Do vậy, đồng chí bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh để thúc đẩy hợp tác lên tầm cao mới. Đồng tình với việc cùng nhau hợp tác, thúc đẩy sự phát triển hai địa phương lên tầm cao mới, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông cùng khẳng định sẽ tăng cường chia sẻ, hợp tác nhằm tăng cường nội lực cho mỗi địa phương. Thông qua đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Sáng cùng ngày, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã làm việc với Bí thư Thành ủy Quảng Châu, Quách Vĩnh Hằng. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Thành ủy Quảng Châu cùng khẳng định hai thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực để cụ thể hóa chủ trương, đường lối mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã xác định. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, trước mắt thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Quảng Châu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh rất cần sự chia sẻ, hợp tác để thành phố phát triển đường sắt đô thị nhanh hơn trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Thành ủy Quảng Châu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Metro Trung Quốc cùng với Tập đoàn Metro Quảng Châu và Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh trong hợp tác nghiên cứu chiến lược phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035.